10 điều tuyệt đối không nói. 1. Không nói dối. Trong 5 giới cấm của Phật giáo thì nói dối được cho là rất nghiêm trọng. Nói dối có thể khiến lòng người ly tán, mang họa thay phúc, vừa hại người khác lại rước họa cho mình. Người ta đều coi thường những kẻ gian dối. Nói dối cũng là bước đầu tiên dẫn con người ta đến những tội ác lớn hơn. Ban đầu là nói dối, sau đó sẽ là hành ác. Đạo gia giảng về chữ chân, nghĩa là phải chân thành, chân thật, sống ngay thẳng. Phật gia cũng giảng về việc thành thật, tồn giữ tâm thiện, không gian dối. Vậy nên, dù là những lời nói dối nhỏ nhặt, tưởng như không có tác hại gì, bạn cũng nên cẩn trọng. 2. Không nói lời tức giận. Khi tức giận, người ta thường thiếu suy nghĩ, dễ nói ra điều làm tổn thương người khác. Khi bạn phải chịu những lời khinh bỉ, xúc phạm từ người khác, trước hết hãy nên tỉnh táo. Giữ vững tâm tính của mình, không tùy tiện lên tiếng. Cố gắng nhẫn nại, đợi mâu thuẫn đi qua, rồi giải thích cho mọi chuyện một cách có thiện ý. Đương nhiên làm được điều đó thực sự khó, nhưng ai làm được nó thì chính là người có thể thành công, dựng được sự nghiệp lớn trong cuộc đời. Hàn Tín khi xưa bị kẻ lưu manh chọc giận, bắt phải chui háng. Ông đã hành xử ra sao? Ông quyết định làm theo lời hắn, chịu nhục, chui háng. Sau này khi trở thành đại tướng quân, vương hầu, ông lại tìm tay lưu manh năm xưa để ban thưởng. Phải là người có sức nhẫn chịu lớn mới làm nổi lên điều không tưởng ấy. 3. Không nói xấu sau lưng người khác. Nói lời thị phi, nói xấu sau lưng người khác là một hành động khó chấp nhận. Có thể thấy đây là kiểu người hay gièm pha, khích bác, thọc gậy bánh xe. Đó cũng là những kẻ thích lấy chuyện không tốt của người khác ra để mua vui, hoặc thêm mắm, thêm muối, hoặc dựng chuyện, đơm đặt. Những người thích nói xấu sau lưng chắc chắn sẽ không có nhiều bạn bè, bởi vì họ luôn bán đứng bạn bè. Họ cũng đang không ngừng tạo ra khẩu nghiệp ác nghiệp. Mỗi người đều có một con đường để đi, một cuộc đời để sống, là tốt hay xấu, phúc hay họa, cũng đều là tự mình đối diện, tự mình gánh chịu. Do đó hà cớ chi phải bàn tán, lời ra tiếng vào khi ai đó phạm sai lầm, hoặc giả gặp chuyện buồn phiền. Đã là người thông minh, hiểu đời thì hầu như đều rất minh bạch được việc nào nên làm, lời nào nên nói, có thể điều chỉnh, dàn xếp tốt các mối quan hệ, chuyển thù thành bạn, kết giao rộng rãi, bao dung, độ lượng. 4. Không nói lời phàn nàn, oán trách. Khi không hài lòng, rất có thể bạn sẽ nói ra đủ oán trách, những lời phàn nàn, oán hận. Khi ấy bạn thấy ai cũng là kẻ đáng hận trong mắt mình. Từ đồng nghiệp, bạn bè, đến ngay cả sếp lớn, người thân. Phàn nàn thực sự chẳng được lợi chi. Nó chỉ thể hiện rằng bạn đang bất lực, là người không có lập trường, dễ run sợ trước khó khăn. Lời nói oán trách cũng có thể khiến bạn gánh lấy hậu quả bởi tai vách mạch rừng. Bạn có dám chắc những lời mình nói ra không đến tai nhiều người khác? 5. Không nói chuyện phiếm.
bàn chuyện phiếm, nói chuyện phiếm để chút bầu tâm sự. Ở một khía cạnh nào đó cũng là chuyện bình thường, không có gì quá nguy hại. Nhưng dù vậy, nó cũng không có lợi ích gì. Chuyện phiếm thường là khởi đầu của những lời nói thị phi. Cũng như vậy, chủ đề của những câu chuyện phiếm chắc chắn là không đứng đắn. Đôi khi là nhằm vào người khác mà đơm đặt, bàn tán. Như vậy nó chính là nguyên nhân tạo ra những lời thị phi sau lưng người khác. Người thông minh luôn biết bố trí và sử dụng thời gian của mình hợp lý. Chuyện phiếm khẳng định là tiêu tốn thời gian. Do đó thay vì thiêu đốt thì giờ vào những chuyện phiếm không đầu không cuối, người thông minh hoặc trầm tĩnh bên đèn sách, hoặc rèn giũa, tu luyện bản thân, vui chơi, phụng dưỡng thân nhân. 6. Không nói lộng ngôn ngông cuồng. Những người nói lời lộng ngôn ngông cuồng thường là kẻ tự phụ, ỷ vào cái gọi là sở trường, tài năng của mình, vốn đã coi người khác bằng nửa con mắt từ lâu. Nhưng lịch sự để chứng minh rằng những kẻ tự phụ thường chịu nhận kết cục đau thương nhất. Nói lời ngông cuồng cũng thường là bước đầu tiên dẫn người ta đến việc làm đều ngông cuồng. Họ có thể nói ra những lời lẽ lộng ngôn thì cũng hoàn toàn đủ gan làm những chuyện tày trời bất chấp. Như thế không thể gọi là người thông minh được. Người thông minh sẽ luôn biết giấu cái tài năng của mình bên trong, thường không thể hiện ra bên ngoài, đặc biệt là qua lời nói. Người thông minh hiểu rằng hiển thị tài năng chỉ là chuốc thêm rất nhiều sự đố kỵ, ghen ghét của người đời. 7. Không nói lời chán nản, nhụt chí. Có nhiều người rất hay nói những lời chán nản, làm nhụt ý chí. Thực ra cuộc sống cần những lời cổ vũ, khích lệ nhiều hơn, động viên người khác và an ủi chính bản thân mình. Nếu ngay cả với bản thân mà cũng không thể nói lời khích lệ, thường âu sầu chán nản, thì chẳng khác gì mua dây buộc mình, tuyệt vọng vô cùng. Khi nhìn cuộc đời đâu đâu cũng chỉ là màu tối, là tử lộ, người ta cũng rất dễ sa ngã, tự đày đọa mình trong những tật xấu, thói hư, qua đó mà hủy hoại đi chính sinh mệnh của mình. Việc này thực là nguy hiểm. 8. Không nói lời làm tổn hại người khác. Lời nói khi cần cũng chính là một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, thậm chí đoạt cả mạng người. Hãy cẩn thận với những lời nói của mình, bởi rất có thể lời nói của bạn sẽ làm tổn thương ai đó, dù vô tình hay hữu ý. Có câu, lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Những lời gây tổn thương thực sự ám ảnh người ta rất lâu, như là vết sẹo, cái rằm vẫn găm vào trái tim họ. Làm tổn thương người thì bạn cũng phải đối mặt với việc bị người làm tổn thương lại. Cuộc đời là có vay, có trả. 9. Không nói lời khoe khoang. Nhiều người thích khoe khoang tự mãn về chính mình, đi khắp nơi tự quảng cáo về tài năng của mình. Người khác nghe vào đều cảm thấy khó chịu. Tự khoe khoang ắt không phải là tính cách của người quân tử. Chỉ có kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, tài hẹn sức yếu mới thùng rỗng kêu to, đi khắp nơi khoe mẽ mà thôi. Thay vì nói nhiều, bạn hãy thể hiện tất cả bằng hành động. Chỉ có hành động tốt mới khiến bạn được người khác đánh giá cao và nể phục mà thôi. 10. Không nói lời tiết lộ bí mật.
đã là bí mật thì không thể tùy tiện nói ra, cũng không thể tiết lộ cho nhiều người biết. Người đã chia sẻ bí mật của họ cho bạn chính là đã tin tưởng bạn 100%. Nếu bạn lỡ lời nói ra bí mật ấy, chính là đã phụ lòng họ. Chữ tín của bạn cũng không có, không còn tín nghĩa thì đi khắp thế gian, bạn cũng không thể lập thân, dựng nghiệp. Chữ tín được người xưa vô cùng coi trọng. Quan Vũ là một dũng tướng của Lưu Bị, vì bất đắc dĩ mà phải hàng Tào Tháo. Tào Tháo đãi ông rất hậu, 3 ngày mở một tiệc nhỏ, 5 ngày mở một tiệc lớn, lại cấp ấn phong hầu, tặng ngựa xích thố. Thế nhưng, Quan Vũ vẫn một lòng hướng về Lưu Bị, giữ đúng tín nghĩa, không quên chủ cũ. Khi biết Lưu Bị đang ở chỗ của Viên Thiệu, Quan Vũ không quản ngại xa xôi nghìn dặm, từ tạ Tào Tháo lập tức ra đi. Qua 5 ải chém 6 tướng, người đời sau cho rằng Quan Vũ chính là thân tại Tào Doanh, tâm tại Lưu, nghĩa là lòng ở Tào Doanh mà tâm vẫn đặt nơi Lưu Bị. Chính Tào Tháo cũng phải tâm phục khẩu phục sự tín nghĩa của Quan Vũ, càng thêm trân trọng, gọi ông là nghĩa sĩ. Miệng nói lời nghiệt ngã chính là đang tiêu giảm phúc báo của chính mình. Vì sao lại thế? Phật gia giảng rằng phúc báo chính là từ tâm niệm của người ta mà sinh ra. Ví như có tâm hướng thiện, kính Phật thì phúc sẽ đến, mà lời nói lại chính là một dạng biểu hiện của tâm niệm. Lời ác nói ra thì khẳng định trong tâm không thể thiện. Tâm không thiện thì còn mong gì phúc báo nữa đây? Nhiều người vặn vẹo, tính tôi vốn khẩu xà tâm Phật, nóng giận mà nói vậy thôi, chứ không có ác ý gì. Hoàn toàn không phải, không thể có thứ gọi là khẩu xà tâm Phật. Khi đã nói ra lời ác độc, oán hận, thì trái tim tâm hồn người ấy cũng chính là đã chất chứa đầy ác niệm. Người xưa giảng, tướng tại tâm sinh, mọi hành động thể hiện ra bên ngoài đều là từ nội tâm mà phát xuất ra vậy. Ngược lại, luôn giữ tâm từ bi, nói ra lời hay ý thiện, chính là tạo nên một trường năng lượng hòa ái, thuần thiện. Năng lượng ấy có thể cảm hóa người khác và đem đến phúc vận cho chính mình. Người xưa nói rằng thiện ý một câu ấm 3 đông, chính là lý do ấy.